Oh,
down again. Rise up. Long time I broke the chains. I tried to fly a while so high. Direction sky. I tried to fly a while so high. Một nhạc phẩm rất sôi động và ca khúc này đã được nam ca sĩ Khải Phong thể hiện rất thành công. Nhạc phẩm được mang tên Tình Là Sweater. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Chào đón tất cả quý vị, chúng ta đang có mặt tại đây để cùng tham dự buổi lễ khai trương khách sạn Khang Nhi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi
toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Kim Thoa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ khai trương của chúng ta thành công rực rỡ. Vâng, kính thưa quý vị, trước sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế Việt Nam, trong đó Quảng Ninh là một tỉnh đang phát triển mạnh tại khu vực phía Bắc. Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp của rừng vàng, biển bạc, mà ngành du lịch dịch vụ khách sạn đã được nhiều bạn bè trong và ngoài nước biết đến. Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao cả về số lượng lẫn chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, ngày hôm nay sự ra đời của khách sạn Kha Nhi cũng chính vì mục đích và ý nghĩa sâu sắc đó. Kính thưa toàn thể quý vị, và đến dự với buổi lễ khai trương của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón đại diện của chính quyền địa phương, các cơ quan doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn và bạn bè thân thiết của khách sạn Kha Nhi. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện đông đủ này. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của bà Đỗ Thị Hoa là giám đốc khách sạn Kha Nhi sẽ lên có đôi lời phát biểu khai mạc gửi tới toàn quý vị. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, quý khách, kính thưa bạn bè thân thiết của khách sạn Kha Nhi, ngày hôm nay trong buổi lễ khai trương trọng đại của khách sạn, sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng qua ngày hôm nay sẽ thường xuyên được đón tiếp và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị để khách sạn của chúng tôi ngày một phát triển thịnh vượng. Và sau đây tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ khai trương khách sạn Kha Nhi. Bắt đầu, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu khai mạc của bà Đỗ Thị Hoa, giám đốc khách sạn Kha Nhi. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ thì Kim Thoa không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu, cùng chứng kiến buổi lễ cất băng khánh thành khai trương khách sạn Kha Nhi của chúng ta ngay bây giờ. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của bà Đỗ Thị Hoa, giám đốc khách sạn Kha Nhi, sự hiện diện của bà Trần Quỳnh Trang là phó giám đốc của khách sạn, và sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Mai là trưởng phòng PG của công ty. Xin trân trọng kính mời các bà cùng lên sân khấu vào vị trí cất băng khai trương. Buổi lễ cất băng khai trương khách sạn Kha Nhi xin được chính thức bắt đầu. Và phía dưới xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật đông nhiệt của mình để chúc các bạn một ngày thật đầy làm ăn thịnh vượng. Và xin trân trọng cảm ơn các bà rất nhiều. Chúng ta đã được đón tiếp bên đây sự hiện diện của các chú lân vô cùng đáng yêu. Và xin mời các chú lân của chúng ta sẽ cùng về phía sân khấu, cùng múa những bài lân để chúc cho khách sạn Kha Nhi của chúng ta ngày một làm ăn thịnh vượng. Và trong tương lai khách sạn của chúng ta sẽ đón tiếp thật nhiều những lượt khách đến với khách sạn. Và xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
Thank you.
yêu mến, những ca sĩ của chúng tôi ngày hôm nay đã mang đến đây những lời ca tiếng hát để phục vụ toàn thể quý vị. Thì xin mời quý vị chúng ta sau mỗi ca khúc, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật mềm như của mình để cổ vũ cho các ca sĩ chúng ta có thể hát hay hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một gương mặt ca sĩ cũng rất trẻ, rất đẹp. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nữ ca sĩ Minh Thúy khi với ca khúc Em Đã Quên Anh. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Anh quên hết bao nhiêu năm dài, anh quên hết bao nhiêu tháng ngày. Dù vì chỉ một cô đơn, lại nhớ anh hơn ngày hôm qua. Em để chờ cho những đêm đông hy vọng, một mình em vẫn ngóng trong mơ xa vời.
trong bao lời nói, một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát, điệu hát cây trúc xinh. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành non một dáng non ba tầm, tìm trong bao tà áo một sắc áo tứ thân. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bơi tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi tìm. Bâng khuâng trong nghĩ gió, bâng khuâng nay đứng ở trong khi gió lại ai bâng khuâng mãi tìm trong chiều hội liêm. Em ở đâu, ở đâu để anh mãi đi tìm? Tìm trong bao lời nói một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát điệu hát cây trúc xinh. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành non một dáng non ba tầm, tìm trong bao tà áo một sắc áo tứ cây đu trao lệch trời, gió thổi bơi tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi ở tìm trong gió hội liêm. Anh tìm ai, tìm ai? Anh mãi tìm em. Oh.